Chào các bạn đã đến với kênh tôi, người là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai con đực man các bạn. Đây, con đầu tiên nè, xương cổ lớn bật khu nè, sải tích nghiêm chỉnh nè, yểm dậu đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, chân móng đồ hoàn thiện nè, xương cổ lớn, chân móng sò kiền khú, xương cổ lớn nha các bạn, sải tích nghiêm chỉnh nè, sải mặt nè, sải mặt nè, sải lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn, bật khu, sải lưng, sải mặt đồ nghiêm chỉnh. Đòn dài, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, giá hai hòn nha. Đó, được man các bạn thấy dàn chân móng không? Hoàn thiện hết, xương cổ lớn. Đó, cặp được man này thì chủ báo giá là 25 triệu các bạn, 25 triệu. Đây, giá hai hòn đen, chân móng sò hẳn băng. Đây, chân móng sò hẳn băng này các bạn thấy không? Yếm dậu nghiêm chỉnh, xe lưng nè, xe mặt đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Xe lưng, xe mặt đồ nghiêm chỉnh hết, xương cối. Manh tay nhỏ, con manh tay nhỏ, con manh bu nha các bạn. Xương các bạn thấy không, xương cối, yếm dầu nghiêm chỉnh. Cặp được man này thì chủ báo giá là 25 triệu các bạn, 25 triệu. Sải tích nghiêm chỉnh không lan giá các bạn, sải tích nghiêm chỉnh không lan giá, bật gu đòn dài, yếm dầu nghiêm chỉnh. Đó các bạn thấy không, bật gu đòn dài, yếm dầu nghiêm chỉnh này, chân móng hoạt hiện, móng sò kiền khú, xương cối. Đây, cao 1m12 bò các bạn, đực man này cao 1m12 bò. Đó, con này cái mẫu cực kỳ đẹp nha, cao 1m12 bò, đít cao 1m2, đực man này cao 1m12 bò, đít cao 1m2, sải tích nghiêm chỉnh, xương cối lớn. Đó, đực man này là sải tích nghiêm chỉnh, xương cối lớn các bạn, đòn dài, chân móng đi hoàn thiện, chân móng mới hoàn thiện nè. Còn tiếp theo, con này là man bu đầu trụi, bật gu sải tích nghiêm chỉnh, man bu đầu trụi các bạn, bật gu sải tích nghiêm chỉnh, chân móng đồ hoàn thiện. Đó, cặp được man này thì chủ báo giá là 25 triệu các bạn. Con này tới già các bạn thấy cũng không có sừng rồi nha. Đó, con này là con man bu đầu trụi, bật gu sải tích nghiêm chỉnh, giá 25 triệu. Cái đầu trà bá, đầu trụi, đầu trà bá các bạn, gu gùi gu bật, đòn dài, sải tích là nghiêm chỉnh, chân móng là móng sò. Sải tích nghiêm chỉnh, chân móng sò, giấy hai hòn. Cặp được man này thì chủ báo giá là 25 triệu nha các bạn, 25 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Đồ cận cảnh của man bu này cho anh em thấy luôn. Man bu này cao 1m1 bò các bạn, cái đầu chà bá cao 1m1, đít cao 1m18. Được man bu này cao 1m1 bò, đít cao 1m18, sải tích nghiêm chỉnh. Đó, đòn dài gu bật, đầu chà bá, chân móng sò. Cặp được man này thì chủ báo giá là 25 triệu nha các bạn, 25 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại là cặp đực man. Đó, chủ báo giá là 25 triệu các bạn, một con thì cao 1m12 bò, một con thì cao 1m1, sải tích thì nghiêm chỉnh. Đó, giá là 25 triệu nha các bạn, 25 triệu. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.